Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nha. Let's go. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Let's go. Anh ta đã bị bắt rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chọn anh chàng The Flash. Let's go. Ở đây thì có một anh chàng đang phá cây cối. Mạnh ta rồi. Let's go. Yeah.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Chủ quét hoa vòng 2. Ok, sửa bộ răng này cho chú có mập nào. Rồi, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Hello Slayball. Let's go. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải đi theo quả bóng này. Các bạn đã làm rơi quả bóng xuống dưới này. Ok, mình sẽ đợi ông ta đi. Sau đó thì mình sẽ làm sao. Let's go. Ta lại tập thể dục ngay đây. Oh my gosh. Ok. Cái đó là anh nhã mình phải đợi một lúc. Thì lúc đó mình vào luôn. Đâm ra ông ta này phát hiện ra là mình. Nhưng mà không sao, mình đã mở cánh cửa kia ra rồi. Giờ mình sẽ lấy cái này.
sau đó sẽ mở con ốc này ra. Chào anh tôi. Let's go. Rồi, và mình đã đột nhập vào căn hầm của ông ta. Bây giờ sẽ xuống căn hầm nào. Đây như là một cánh cửa. Ok. Let's go. Tục là rồi mình sẽ bật công tắc ở đây đi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let's go. Rồi, tiến thôi. Wow, ba người khủng lồ. Sẽ đi này. Ok. Tiếp tục thẳng tiến tiếp. Wow, rất là đông luôn. Rất nhiều zombie. Thằng này không? Let's go. Tiếp tục nào. Ở đây còn một người nữa. Rồi, ok. Continue, let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo.
Refresh Extreme. Let's go. Wow, xe kia đi rất là nhanh. Somebody go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Assassin. Let's go. Oh my god. Nhìn lại thôi. Tiếp rồi, đi bay rồi. Cái này thì mình sẽ phải tiêu diệt thật kín chỗ này. Giết anh chàng này trước. Không biết có được không? Không được rồi. Tiêu diệt anh này đi. Ok. Chạy luôn. Tiếp tục hai anh chàng này. Let's go. Oh my god. Wow, mày chạy kịp. Chỉ còn một viên đạn nữa là mình có thể chết. Ok. Còn 3 người nữa thôi. Let's go. Rồi, và lần này thì sẽ là level 180. Rồi, mình sẽ ăn. Let's go. Tiếp tục là giết tiêu diệt 16 người. Wow, rất là đông. Ok. Đầu tiên sẽ là anh chàng này. Đông lắm. Rồi. Và mình sẽ đi đường này. Tiêu diệt 2 anh chàng này luôn. Một anh quay lại. Tài thật. Chạy đường vào đây. Sang đường này đi.
Oh my god. Càng lúc càng khó luôn các bạn nhá. Ok. Rồi, ngược đi đường lại. Oh my god. Đây rồi. Rồi, còn 5 người nữa thôi. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ 8, Dispatch. New game, continue, start game. Skip. Ok. Đây là chiếc chìa khóa để mở căn phòng này. Chuyên. Một tấm vé trên. Tức là một tấm vé để đi tàu. Let's go. Đây rồi. Ta đang gần đây. Rồi mình sẽ vào trong căn nhà này. Let me trace in. Thank you.
Bị ông ta phát hiện và ông ta đã bắt. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Wow, bộ quần này rụng đâu. Còn lại thua rồi. Oh my god. Lại thôi. Thắng rồi. Rồi, lần này thì mình sẽ ăn vào. Upgrade là level 7, level 8. Level 7 đều đi. Let's go. Quả bom. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Hello Slideball, here and six. Let's go. Và nhiệm vụ đầu tiên của tựa game này đó là các bạn phải đi tìm 16 con thú bông. Sau đó các bạn sẽ phải tìm tất cả xung quanh đây, rồi cho vào một cái giỏ. Khi đủ 16 con, các bạn sẽ sang ACG2. Và bây giờ thì mình sẽ đi tìm tiếp nào. Ở đây thì mình đã nhặt những cối đá, sau mình đặt lên những cái thổi như này. Cái này nó gọi là những đường lốc gió. Mình sẽ bay lên đây xem có gì không. Có một con ở đây. Ở trên này chắc chắn sẽ có một con. Lên trên này xem nào. Let's go. Nhảy sang đây thôi. Oh my god, chuyển chân rồi. Let's go. Có một chú.
Đây mình sẽ lấy viên đá đây và đặt ở kia. Rồi, sau đó thì mình sẽ để bên này. Oh my god, sợi rồi. Lại thôi. Let's go. Ở đây có một chú nữa này, trên này có một chú nữa. Đó các bạn cứ đi, sau đó thì nhảy và nhảy những cái điểm mà các bạn cần nhặt những con thú bông, và khi lên cao các bạn sẽ biết được là con thú bông nó ở chỗ nào. Cứ như thế thôi là các bạn sẽ hoàn thành được game khi đủ 16 con. Mình sẽ bay lên trên này trước. Wow, mấy anh em mình. Ok, let's go. Mình sẽ nhảy vào đây. Wow, chưa tới rồi, phải nhảy lại. Đó thì như thế thôi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Hello Grandpa. Horror game. Mình sẽ chọn Steve Home này. Thôi đây đi. Granny. Let's go. Đây là một tựa game kinh dị, cũng khá là khiếp nhé các bạn nhé. Qua đây. Rồi và hiện tại đầu tiên thì mình đang ở trong một căn phòng như thế này. Mở cửa ra là. Oh my god, rất là tối luôn. Đây lên cầu thang. Không có gì đâu. Rồi tiếp tục di chuyển tiếp. Một căn phòng khá là rộng, một nơi khá là rộng luôn. Có điều ở đây rất là tối cho nên các bạn đi đến đâu thì cứ nhìn được về đấy, cho nên là các bạn phải đi và nhớ đường, nếu không thì các bạn sẽ dễ bị lạc. Đây là một nơi chỗ ổ điện này. Sẽ có mở được cánh cửa này ra không? Mình chưa nhìn thấy bà ta đâu. Không có gì chỗ này. Lên luôn trên cua bà ta đây. Không có gì chỗ này, cũng không có gì luôn. Rất gần như là giống Granny Chapter 2. Ở đây cũng không có gì. Căn phòng này thì như thế nào đây? Cũng có một nối.
Rồi mình sẽ ra đây xem nào. Hú xuống xem. Ok. Rất giống Granny Chop Tichu các bạn ơi. Sao vẫn có tiếng của một ông già vậy? Oh my gosh. Wow. Mình sẽ lên cầu thang xem như thế nào. Cái này thì bị khóa ở đây này. Chui xuống đây xem nào. Ok. Oh my god. Wow. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Ok. Các bạn có thể bỏ tiền sau đó thì mua cho mình những khẩu súng mà các bạn yêu thích. Rồi, tiếp tục nào. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.